Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, tiểu rắt tiểu buốt sau quan hệ có thể nói là triệu chứng khá thường gặp ở nhiều người, đặc biệt là ở nam giới. Đây có thể là biểu hiện bình thường, thế nhưng cũng có thể là nhiều trường hợp triệu chứng tiểu rắt tiểu buốt sau quan hệ là biểu hiện của bệnh lý nào đó, và đặc biệt là liên quan đến thận, một cơ quan giúp và giữ vững bản lĩnh đàn ông nếu không hoạt động tốt. Và đồng hành cùng với quý vị, xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ Tô Hiệu sẽ cùng tham gia thông tin và tư vấn thấu đáo cho quý vị khán giả. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Xin chào MC Công Nghĩa và xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu, đầu tiên thì Công Nghĩa muốn được gửi một cái câu hỏi đến với bác sĩ rằng là nguyên nhân nào thì dẫn tới tình trạng là tiểu rắt tiểu buốt ở từng giới, thì có phải là tình trạng này sẽ có những cái nguyên nhân khác nhau hay không, thưa bác sĩ? Thứ nhất là cái tiểu rắt và tiểu buốt thì ở cả hai giới nam và nữ, tuổi độ tuổi trưởng thành đều có thể mắc phải. Và tuy nhiên thì nữ thì cái tỷ lệ mắc phải, tỷ lệ gặp thì nó sẽ cao hơn là ở nam giới. Còn về nguyên nhân của tiểu buốt tiểu rắt thì có rất là nhiều nguyên nhân. Có thể là có nguyên nhân từ đường tiết niệu và có nguyên nhân từ bên ngoài đường tiết niệu. Và tuy nhiên cái nguyên nhân phổ biến nhất, thường gặp nhất đó là viêm đường tiết niệu. Nói chung ví dụ như là viêm niệu đạo, viêm bàng quang, viêm niệu quản, do nhiều nguyên nhân khác. Còn riêng ở nam giới thì có thể có thêm là viêm tiền liệt tuyến thì cũng có thể gây tiểu buốt tiểu rắt. Ngoài ra có một nguyên nhân phổ biến nữa mà cả giới nam và giới nữ ở độ tuổi trưởng thành hay gặp, đó là tiểu buốt tiểu rắt sau quan hệ tình dục cũng có thể xảy ra. Có một thực tế là nhiều khán giả chia sẻ là sau khi quan hệ họ xảy ra cái tình trạng là tiểu rắt và tiểu buốt, nó khiến cho mọi người cảm thấy rất là lo lắng, không biết là tình trạng này là do đâu. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn tới tình trạng là tiểu rắt và tiểu buốt sau quan hệ, thưa bác sĩ? Sau quan hệ tình dục, vấn đề quan hệ tình dục thì tiểu buốt tiểu rắt thì thường hay xảy ra ở độ tuổi và độ tuổi trưởng thành. Và cũng như cái dịch tễ ở bên trên thì nữ cũng hay gặp nhiều hơn cả nam giới. Về nguyên nhân, thứ nhất là ở nữ giới thì nguyên nhân chủ yếu là do cái cấu tạo giải phẫu bộ phận sinh dục của nữ, niệu đạo rất ngắn và rất là sát bộ phận sinh dục cũng như là hậu môn, vì vậy là dễ bị nhiễm khuẩn ngược dòng. Còn với nam giới thì ngoài những cái nguyên nhân về tiết niệu nói chung thì có thể là nguyên nhân viêm nhiễm từ tiền liệt tuyến và nhiễm khuẩn ngược dòng cũng xảy ra khi mà quan hệ tình dục không được bảo vệ, quan hệ không an toàn. Vâng, liên quan đến chủ đề ngày hôm nay thì cũng có một vị khán giả đã đặt câu hỏi đến với bác sĩ Tô Hiệu qua đường dây nóng của chương trình. Công Nghĩa thì xin được gửi gắm câu hỏi này. Thưa bác sĩ, là tôi năm nay 25 tuổi ở Hà Nội. Tôi gặp băn khoăn là tiểu buốt sau khi quan hệ mà không biết rõ nguyên nhân là do đâu. Tôi có tham khảo trên mạng xã hội thì hiện tượng này có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý nam giới. Bởi đó tôi hết sức là hoang mang, không biết là nên thực hiện gì khi bị tiểu rắt, tiểu không hết. Xin được bác sĩ có thể tư vấn. Tôi thì quan hệ với bạn gái thì đều dùng những cái phương pháp bảo vệ là bao cao su. Vâng ạ, xin được bác sĩ Tô Hiệu có thể tư vấn cho vị khán giả này. Ở độ tuổi này thì đang là độ tuổi mà cái phong độ của đàn ông là đỉnh cao nhất. Vì vậy là có thể là bạn ấy có cái tần suất quan hệ hoặc là mức độ quan hệ quá mức. Vấn đề đấy thì có thể dẫn đến là sau những cái lần quan hệ thì cái vấn đề vệ sinh của sinh dục này chưa được đúng mức, chưa được sạch sẽ. Thứ hai là cũng là vấn đề quan hệ quá mức thì có thể là gây sang chấn niệu đạo, vi chấn thương niệu đạo. Vì vậy là có thể tiểu buốt tiểu rắt. Cái nguyên nhân nữa là có thể là bạn ấy có thể mắc viêm nhiễm của niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến trước đó và bây giờ mới có thể thể hiện bệnh lý. Đối với tình trạng này thì tôi khuyên, có lời khuyên đối với bạn đó là vì có rất là nhiều nguyên nhân thì bạn nên đến một cơ sở y tế gần đấy nhất để khám trực tiếp và làm một số xét nghiệm liên quan
để có thể đưa ra những cái phác đồ phù hợp để điều trị đối với trường hợp của bạn. Vâng, cũng có ngay một lá thư khác đến từ một vị khán giả. Công Nghĩa thì xin được chuyển ngay bây giờ tới bác sĩ Tô Hiệu để có thể lắng nghe được những cái lời tư vấn từ phía bác sĩ. Tôi gặp tình trạng tiểu dắt sau khi quan hệ khiến tình cảm của vợ chồng đi xuống rất nhiều. Đôi khi thì ngay trong khi quan hệ cũng có cảm giác là mắc tiểu. Tôi tìm trên mạng thì thấy một sản phẩm có tên là Viking Men's, có tác dụng là rất tốt với người mắc chứng tiểu dắt. Nhưng khi mua về thì tôi lại thấy thành phần chính là bạch tật lê. Tôi biết được rằng là thảo dược này thì có tác dụng tăng cường chức năng sinh lý ở nam giới. Vậy thì thưa bác sĩ, cho tôi hỏi, tôi là nữ mà sử dụng sản phẩm này thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay không? Xin được cảm ơn bác sĩ với những tư vấn của mình. Với cái câu hỏi này thì thứ nhất là trong như bạn nhắc đến là trong thành phần có bạch tật lê. Bạch tật lê thì nó chính là quả của cây bạch tật. Đấy, và đây là một vị thuốc đông y thường dùng. Cái cây bạch tật lê này thì nó thường sinh trưởng phát triển có nhiều ở vùng miền Trung và Việt Nam. Trong cây thì có các nhiều thành phần hóa học như là các chất alkaloid, saponin, và chính những cái thành phần đó thì nó có tác dụng là kích thích cơ thể, kích thích tinh hoàn, tăng sản xuất testosterone tự nhiên và tăng quá trình sinh tinh, tăng quá trình hoàn thiện tinh trùng về số lượng và chất lượng. Vậy đấy là về cây bạch tật lê. Còn cái về vấn đề thứ hai là về đối tượng là nữ ấy. Vâng. Thì này, trong cái sản phẩm Viking Men ấy thì có rất là nhiều vị thuốc đông y và đa phần là thuốc bổ dương. Mà trong đông y thì có hai phần là phần bổ âm và bổ dương, còn về nam thì là chủ dương, còn nữ là chủ âm. Trong vị thuốc này thì đa phần là chủ dương, có tác dụng là bổ thận tráng dương, tăng cường chức năng sinh lý. Vì vậy là đối với nữ thì tôi nghĩ là bạn nên khám trực tiếp để đánh giá là bạn bị hư thận thận âm hay là hư thận dương để có cái bài thuốc thích hợp hơn. Thưa bác sĩ Tô Hiệu thân mến, Công Nghĩa thì vừa thấy bác sĩ có thể chia sẻ về thành phần là bạch tật lê trong một cái sản phẩm có tên là Viking Men's, đúng không ạ? Bác sĩ có thể chia sẻ chi tiết hơn, cụ thể hơn về cách sử dụng sản phẩm này cũng như là những cái thành phần khác giúp nam giới có thể tăng cường bản lĩnh đàn ông, có thể tránh được những căn bệnh về thận cũng như là đường tiết niệu hay không ạ? Sản phẩm Viking Men's là một sản phẩm chiết xuất từ cái thảo mộc tự nhiên của Việt Nam, được sản xuất tại Việt Nam. Trong thành phần ngoài bạch tật lê thì còn có các vị thuốc khác như là dâm dương hoắc, bá bệnh, câu kỳ tử, ba kích, nhân sâm và đông trùng hạ thảo. Và tất cả những vị thuốc này đều có cái chức năng là cải thiện chức năng sinh lý, hỗ trợ điều trị một số bệnh như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, không xuất tinh, vân vân. Vì vậy là tôi nghĩ là cái sản phẩm này là cũng rất là phù hợp và rất là an toàn vì nó là sản phẩm đông y của Việt Nam chúng ta. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Quý vị khán giả thân mến, hy vọng rằng là với những thông tin ngày hôm nay mà Sống Khỏe cùng IDC Life đã cung cấp tới quý vị đã có thêm những kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe được tốt hơn. Quý vị cũng đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn thì hãy vui lòng liên hệ theo hotline 0854 400 102 hoặc gửi thư về chương trình theo địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì Sống Khỏe cùng IDC Life xin chào quý vị khán giả và chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe để tận hưởng những điều ngọt ngào trong cuộc sống. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.